Đây, xin chào mọi người. Ví dụ đây là cái bài phụ huynh gửi qua nè. Chúng ta phải nhấn mở vô trong cái bài đó luôn. Đó. Rồi bây giờ mọi người để ý lên phía góc trên nó có ba dấu chấm. Chúng ta sẽ nhấn vô ba dấu chấm đó, chỉnh sửa ảnh nè, nhấn vô chữ chỉnh sửa ảnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vô cái sợi dây ngay trên góc nè, quắn quắn nè. Đó là cái mà chúng ta quẹt á. Chúng ta muốn quẹt sao thì chúng ta quẹt nè. Đó là theo cái ngón tay của mình. Rồi còn không muốn cái đó thì chúng ta nhấn mũi tên, chúng ta sẽ vô hai chữ A. Thì bây giờ để chỉnh chữ thì ngay chính giữa nè, nó có các kiểu chữ giống như phông chữ Thái New Roman hoặc Arial, kiểu này kiểu kia gì đó, chúng ta nhấn vô chúng ta cái nào ưng chúng ta lấy. Rồi ngay góc thì nó có vòng tròn màu thì chúng ta chọn màu chữ nè, màu đỏ thì nó nổi, tùy mọi người thích màu gì ha. Và góc bên cuối cùng này nó có cái hai cái chữ A, đó là cái nền, cái phông nền hoặc là các kiểu mà để hiển thị lên cái chữ của mình ghi á. Đó. Rồi sau khi xong thì chúng ta nhấn ra ngoài hình thì cầm cái chữ đờ đó kéo vào cái vị trí mà chúng ta cần là được. Tương tự, ví dụ như chữ sờ cũng gõ nè, gõ xong thì chúng ta chỉ việc nhấn vô màn hình nó luôn. Rồi cầm cái chữ đó kéo qua ngay vị trí chấm. Còn nhận xét thì mọi người cũng gõ cái dòng nhận xét của mình á. Và cuối cùng chúng ta nhấn ngay cái mũi tên màu xanh phía dưới nè, gửi qua là trực tiếp luôn. Đó là cái bài mình mới nhấn vô mình sửa nè, xong mình gửi qua luôn, không có cần lưu về máy để chỉnh sửa gì cả ha.